chắc mọi người chưa chuẩn bị được đâu anh ạ. Đường trên đấy là một chiều ấy. Toàn đi. Đã. Em đi thẳng luôn à? Thẳng luôn đấy. Vâng. Thẳng luôn ngược chiều luôn. Thế á? Ừ. Sao lại ngược chiều nhỉ? Rẽ hả anh? Ừ, đến ngã tư kia mình sẽ phải bên trái. Bình thường em đi thẳng luôn này. Anh đi thẳng này luôn á? Vâng. Em làm gì đâu cả. Hehehe.